Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Phước Hội huyện Đất Đỏ đã tổ chức hội nghị bình cử công khai 22 thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2023. Đây là một trong những bước quan trọng nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ của công tác tuyển quân, cũng như nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ trong quân đội. Tại hội nghị bình cử, có 17 thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có lệnh gọi. 5 gia đình thanh niên có nguyện vọng được tạm hoãn nhập ngũ vì lý do gia cảnh sức khỏe. Nguyện vọng của các gia đình đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Phước Hội giải trình, ghi nhận và sẽ báo cáo cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện xem xét giải quyết.